Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi Thưa quý vị, một cô bé 7 tuổi ôm thần cây suốt 9 tiếng Trước mắt là dòng nước lũ dữ, cuốn trôi mọi thứ Cô cũng không còn nhìn thấy bất kỳ thành viên nào trong gia đình mình Cô bé chỉ có thể nhớ duy nhất lời bà can dặn Hãy cố bám chắc lấy chiếc cây nhỏ này Và lời can dặn ấy đã giúp cho cô bé thoát khỏi dòng nước tử thần Câu chuyện sau đó sẽ ra sao? Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây vào tối ngày 1 tháng 8 năm 1998, trận mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử tràn đến tỉnh Hồ Bắc, làm vỡ con đê ở đoạn sông của Vịnh Bài Châu, huyện Giang Ngư, thành phố Hàm Ninh. Cô bé 7 tuổi năm đó tên Giang San, sống cùng gia đình ở thành phố Hồ Bắc. Khi thảm họa xảy ra, tất cả những người trong nhà Giang San cũng bị cuốn trôi. Lúc đó, bà của cô bé đã cố gắng ôm chặt cháu gái mình trong tay và bám vào một cái cây thế nhưng cái cây thì quá nhỏ có thể gãy bất cứ lúc nào nên người bà quyết định nhường sự sống cho đứa cháu gái bé bỏng để giang san ở lại một mình bà buông tay thả trôi theo dòng nước lũ giang san không hiểu được điều đó cô bé đã khóc rất lớn khi nhìn thấy bà bị dòng nước lũ cuốn trôi và không còn nhìn thấy bất kỳ thành viên nào trong gia đình mình Cô bé chỉ có thể nhớ duy nhất lời bà căn dặn, hãy cố bám chắc lấy chiếc cây nhỏ này. Giang San kể lại, cô bé đã run rẩy trong dòng nước lạnh, tay tê đi vì bám quá lâu, thậm chí buồn ngủ nhưng không dám ngủ vì sợ sẽ buông tay bất cứ lúc nào. Cô bé nghĩ mình phải thật kiên trì đợi những người lính cứu hỏa tới. Không ai biết một đứa trẻ 7 tuổi đã làm thế nào để có thể sống sót giữa làn nước lạnh, bám chặt lấy thân cây ấy suốt 9 giờ đồng hồ qua một đêm dài. Khi mặt trời buổi sáng chiếu rọi, những người cảnh sát cứu hộ đã tiếp cận được và giải cứu cô bé. Thời điểm đó, một bức hình mờ chụp lại cảnh Giang San đang dùng hết sức lực cuối cùng để ôm chặt lấy thân cây, duy trì sự sống được lan truyền khắp các đài truyền hình, báo chí và chạm đến trái tim hàng triệu người. Tất cả mọi người phải nề phục sức sống bền bỉ của cô bé mới 7 tuổi đó. Được biết sau đó, cha và chị gái của Giang San cũng được cứu sống. Chỉ có ông bà và mẹ bé là không thể tìm thấy thi thể. Khi gặp lại cha và chị gái, họ đã ôm nhau và khóc rất nhiều. Trận lũ lịch sử qua đi, để lại trong lòng Giang San nhiều nỗi ám ảnh. Khi biết hoàn cảnh của Giang San, nhiều người tốt bụng đã gửi đồ dùng học tập cho Giang San, giúp cô bé nghị lực tiếp tục đến trường. Trước tấm chân tình này, Giang San tự nhủ mình phải trở thành cảnh sát để trả ơn những ân nhân đã từng cứu mạng trong khoảnh khắc sinh tử kia. Đối mặt với việc mất mẹ, Giang San không khỏi đau buồn, tuy nhiên cô bé đã biến nỗi đau thành sức mạnh và động lực để thi đỗ vào trường đại học cảnh sát đường sắt Trịnh Châu. Sau khi tốt nghiệp, Giang San trở thành một cảnh sát viên đường sắt ở Tương Dương, Hồ Bắc. Năm 2015, Giang San kết hôn với một đồng nghiệp và hạ sinh bé gái đáng yêu. Thưa quý vị, năm 2020, cô bé Giang San ngày nào đã xuất hiện trên chương trình tiếng vọng lớn của CCTV và kể về câu chuyện của mình. Trong chương trình này, Giang San đã có cuộc hội ngộ bất ngờ và cảm động với ân nhân của mình. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi trong chương trình Giang San nghẹn ngào. Đêm định mệnh vào 23 năm trước vẫn còn sống động trong tôi, tôi không thể nào quên được. Trận lũ năm ấy đã phá hủy ngôi nhà của tôi, cướp mất đi người thân của tôi. Tôi còn nhớ đêm đó bà ngoại đã đưa tôi lên cây và bảo rằng tôi phải ôm nó thật chặt. Tôi rất sợ và chỉ biết nghe theo lời bà. Giang San cũng tiết lộ một chi tiết rất nhỏ mà không phải ai cũng biết đó là cái cây mà cô ôm khi được cứu không phải là cái cây lúc bà ngoại đưa cô lên mà là cái cây thứ hai sau khi cô bị rơi xuống và vô tình bám được sau khi bà đưa tôi lên cái cây ấy tôi đã bị ngã tôi ôm cây chìm xuống nước khi nó chìm xuống đáy tôi cảm nhận được chân mình toàn đất và cát lúc đó tôi rất mệt tay chân đau nhức lúc đó phía sau đầu tôi như bị vật gì đó bất ngờ va vào theo quán tính, tôi quay đầu lại thì thấy một cái cây khác nên nhanh chóng bám lấy. Giang San nói, sau khi được giải cứu, tôi còn nhớ lúc đó có một chú cảnh sát đưa tôi lên bờ. Tên chú ấy là Vương Minh Hoa, tôi vẫn còn nhớ như in. Nhờ chú ấy mà tôi muốn được làm cảnh sát để giúp đỡ người khác. Nói về việc khoác lên mình bộ quân phục của cảnh sát và trở thành một nhân viên cảnh sát thực thụ, Giang San cho biết hơn 20 năm qua, tôi không quên ơn những chú cảnh sát và lính cứu hỏa đã cứu sống tôi hôm đó. Khi tôi cảm nhận được họ đã tận tâm thế nào trong việc cứu sống tôi và những người khác nên tôi muốn noi gương họ. Giang San chia sẻ rằng khi cô đang học trung học, người bố mắc bệnh nan y. Trước khi qua đời, ông nói rằng hy vọng cô sẽ học giỏi và có thể trở thành cảnh sát trong tương lai. Cuối cùng, sau khi tốt nghiệp đại học năm 2014, Giang San đã vượt qua kỳ thi tuyển công chức quốc gia và được nhận vào văn phòng cảnh sát Tương Dương thuộc cục cảnh sát đường sắt Vũ Hán. Trong chương trình, tiếng vọng lớn, nhân viên cảnh sát năm xưa Vương Minh Hoa đã gửi thông điệp cho Giang San, hy vọng Giang San sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong công tác sau này, tăng cường học tập, phục vụ nhân dân và phấn đấu trở thành cảnh sát gương mẫu. Giang San đáp lại, "Cảm ơn chú Vương, cháu sẽ không khiến chú thất vọng. Bây giờ cháu đã là cảnh sát, cháu sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ nhiều người, như cách mà chú giúp đỡ cháu năm xưa." Vào cuối chương trình, Vương Minh Hoa bất ngờ xuất hiện trên sân khấu, khiến Giang San bật khóc cảm động. Trong giây phút đó, Vương Minh Hoa cũng không cầm được lòng khi nhớ lại quá trình cứu hộ 23 năm trước. Đó là ngày mùng 2 tháng 8 năm 1998, lúc hơn 5 giờ sáng, sau khi chiếc thuyền cứu hộ thứ hai của chúng tôi cứu hơn 10 người thì tôi đột nhiên phát hiện ra có cái gì đó bám trên cây. Tôi và các đồng đội tiến đến gần thì phát hiện có bé gái 6 tuổi đang ôm chặt cái cây trong nét mặt sợ hãi và mệt mỏi. Tôi đã đến gần và giải cứu cô bé sau khi chương trình này được phát sóng đã nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng đa phần mọi người đều không giấu được sự xúc động khi nhắc về trận lũ năm xưa bên cạnh đó họ còn ca ngợi ý chí mạnh mẽ của giang san dành lời khen cho sự kiên cường và nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ để đền đáp công ơn của những người từng cứu mình Thưa quý vị, câu chuyện của Giang San Gian khiến cho người ta nhớ về hình ảnh cậu bé mùa chí mùa ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Năm 2022, khi mùa chí mùa 11 tuổi, em cũng đã trải qua giây phút kinh hoàng khi bị nước lũ cuốn trôi. Vào giây phút sinh tử ấy, em may mắn đã ôm được cành cây nên thoát nạn. Gia đình của em mùa cho biết, vào sáng sớm ngày 2 tháng 10, chị và Y Giờ, chú bản Sơn Hà, xã Tà Cạ, mợ của mùa chuẩn bị bữa sáng và dọn đồ chạy lũ. Chị dở nhờ mùa trông con gái là mùa Ngọc Châu, 4 tháng tuổi. Em mùa kể lại, cháu đang ngồi trông em bé thì bỗng nghe một tiếng như tiếng sấm rội vào nhà. Sau đó là nhà bị bể ra, cuốn cháu và em cháu theo. Cháu thấy một cái cây trôi vào người nhưng ôm không được, cháu phải thả ra. Khi nước cuốn tiếp thì cháu bị một que sắt đâm trúng vào đầu và tiếp tục trôi xuống dưới may nhờ cháu ôm được vào cây đu đủ rồi đu được người vào bức tường nên thoát nạn mùa cũng cho biết lúc đó thấy em ngọc châu bị nước cuốn trôi nhưng đành bất lực không cứu được em chị vừa y khở mẹ của cháu mùa nói trong nước mắt lũ quét chúng tôi chạy đi tìm con thì lũ đã cuốn con đi rồi lũ quá lớn tôi chỉ biết đứng từ trên cao nhìn xuống kêu trời kêu đất còn chồng thì quỳ xuống cầu khấn cho con cháu sống sót Người dân nơi đây cho biết lũ ống ập xuống quá nhanh, quá khủng khiếp. Chỉ 3 đến 4 giây đã cuốn nhà và người, không kịp cứu cháu Ngọc Châu. Còn mùa, may mắn đã thoát nạn vì kịp bám vào thân cây. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!